chưa chân đổi trong khi đội tay tổ cho tay cùng với cả hai đội bóng Tuấn Hào và câu lạc bộ đá Liên Quân đá dàn theo ngang ở khu vực giữa sân. Một lời chúc mừng chúc cho câu lạc bộ bóng đá Tuấn Hào và cầu thủ của câu lạc bộ đá Liên Quân 38B Tiên Hào có một vòng đấu thành công và đặc biệt là chúc cho tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ của mình ở lượt trận đấu thứ hai trong khuôn khổ của bảng B. Ở lượt trận đấu đầu tiên, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Liên Quân đã có một trận đấu thì nói là bảng B. Khi mà đội bóng nào có 3 lượt trận đấu đó, đội bóng đầu tiên có 3 vòng đấu và như vậy là một trận đấu này đã được bắt đầu. Trong ngày hôm nay, trong cuộc thay của đội bóng Tám vai trò là chơi trong thời gian cánh phải đó là cầu thủ Hùng Vương và chơi bên trái đó là Trung Giang. Rất nhiều và cùng với đó là đẳng cấp của Đức Độ. Cầu thủ trẻ Đức Độ cả tay đã có mặt ngay từ đầu và được đối thủ đá cầm cự. Oh,
Trong giải đấu lần này.